kể từ ngày đặt chân đến Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag thắp lên một niềm tin cho các cổ động viên Man United rằng hào quang đang dần trở lại. Thế nhưng phải thừa nhận một điều rằng, ngoài niềm kỳ vọng mang tên Marcus Rashford, họ đang thiếu đi một sát thủ trong vòng cấm, một cái tên có thể đảm nhận trọng trách lĩnh sướng hàng công, hay đơn giản là một mẫu cầu thủ ra sân hàng tuần chỉ để ghi bàn. Nhìn lại suốt kỷ nguyên thành công dưới sự cầm quyền của Sir Alex Ferguson, dù mạnh yếu mỗi thời khác nhau thì Quỷ Đỏ cũng chưa bao giờ thiếu đi những tiền đạo thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Chỉ cần nhắm mắt lại, hàng loạt cái tên tiêu biểu sẽ xuất hiện như Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Ronaldo. Và trong số đó không thể không nhắc đến Andy Cole, một mẫu trung phong ưu tú trông bình thường nhưng chẳng hề tầm thường. Tiền đạo người Anh là tập hợp những phẩm chất tiêu biểu của những cái tên kể trên, cộng thêm sự sung mãn và tinh thần đồng đội, thứ khiến anh trở nên khác biệt so với những tiền đạo cùng thời trên khắp châu Âu. Andy Cole bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một học viên của lò đào tạo trẻ Arsenal. Cole có hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 1989 nhưng chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh trong màu áo của pháo thủ. Mùa giải sau đó, Cole được gửi đến Fulham để thi đấu, nhưng Cole cũng chỉ tìm được 3 bàn thắng trong 13 lần ra sân. Không thể chen chân vào đội một ở Highbury, Cole bị đẩy sang Bristol City ở giải hạng 2 với một bản hợp đồng trị giá 500.000 bảng Anh. Tại đây, sự nghiệp của Andy Cole mới bắt đầu có những bước biến chuyển. Chỉ trong một mùa giải, 20 bàn thắng của Cole ấn tượng đến mức thuyết phục Newcastle bỏ ra 1,75 triệu bảng, mức phí kỷ lục của câu lạc bộ ở thời điểm ấy, để đổi lấy sự phục vụ của anh trong tham vọng hướng tới Premier League. Ngay lập tức, chàng tiền đạo sinh năm 1971 chứng minh số tiền mà Trích Chòe bỏ ra là không lãng phí. 12 bàn thắng ở giải hạng nhất, trong đó có cú hat-trick vào lưới Burnley và Leicester đã giúp đội bóng đạt được mục tiêu góp mặt tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Chưa dừng lại ở đó, Newcastle chuyển mình trở thành một thế lực ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt khi leo đến vị trí thứ 3, qua đó giành quyền tham dự UEFA Champions League. Bản thân Andy Cole cũng rực sáng với cú đúp danh hiệu cá nhân cao quý là chiếc giày vàng và vua kiến tạo. Quả thật 34 bàn thắng và 13 pha kiến tạo trong cùng một mùa giải là con số đủ khiến bất kỳ một tiền đạo nào trong cùng giải đấu cũng phải ngước nhìn. Trong mùa giải tiếp theo, Andy Cole tiếp tục giữ vững phong độ bùng nổ trong nửa đầu mùa giải, và Sir Alex Ferguson đã không thể chờ lại thêm để đưa anh về nhà hát của những giấc mơ. Một lần nữa, mức phí chuyển nhượng của Andy Cole được gắn mắc kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh. Bước đến một Old Trafford đầy rẫy những ngôi sao hàng đầu, tài năng xuất chúng của Andy Cole vẫn giúp anh chen chân thành công vào đội hình xuất phát dưới sự cạnh tranh của những Cantona, Brian McClair, Mark Hughes hay là Dion Dublin. Trong nửa mùa giải đầu tiên được sải bước trên thảm cỏ Old Trafford, Andy Cole cho thấy bản thân có thừa cách để lưu danh sử sách bằng cách này hay cách khác. Vào một đêm tháng 3 ngay tại Old Trafford, Andy Cole tỏa sáng với cú dì poker trong màn hủy diệt Ipswich Town 9-0, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu ở kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, chừng ấy cũng không thể giúp Manchester United trở thành nhà vô địch của mùa giải năm ấy. Đó là một mùa giải kém may mắn của Sir Alex Ferguson cùng các học trò. Không chỉ về nhì ở cả Premier League lẫn FA Cup, Quỷ Đỏ còn mất đi sự phục vụ của Eric Cantona, người bị cấm thi đấu 8 tháng sau cú cung phu vào một cổ động viên của Crystal Palace. Dù vậy, Andy Cole không mất quá nhiều thời gian để gặt hái được những chiến tích vẻ vang đầu tiên trong hành trình sự nghiệp nói riêng và Quỷ Đỏ nói chung. Họ đã đòi lại tất cả những gì thuộc về họ bằng cú đúp quốc nội. Sau tất cả, Andy Cole cũng có thể chạm tay vào chiếc cúp Premier League ở ngay đúng độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, khi Cole 25. Nói chính xác hơn thì đây được xem như mùa giải khởi đầu hứa hẹn, một trang lịch sử lừng lẫy của chân sút người Anh tại nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, trái với cái kết đẹp ở mùa giải 95-96, thì vài tháng sau đó lại là giai đoạn đen đủi nhất của Andy Cole. Tiền đạo người Anh bước vào đầu mùa giải với căn bệnh viêm phổi, thứ không thể giúp anh sở hữu sự sung mãn thường thấy. Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu mang tính bản lề, một trong những chấn thương kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá xảy ra, và nạn nhân không ai khác lại là Andy Cole. Sau cú tắc bóng mang tính triệt hạ của Neil Dundalk, Andy Cole đã phải rời sân và bị chẩn đoán gãy cả hai chân. Andy Cole hồi tưởng về tình huống đó: "Tôi cảm thấy tức giận khi Dundalk đốn hạ tôi trong một trận đấu mang tính chất cọ sát của đội hình dự bị. Tôi được chẩn đoán vỡ hai mắt cá và đã phải vắng mặt trong một thời gian dài. Anh ta khẳng định đó là một pha phạm lỗi bình thường, và một thời gian dài sau đó, tôi cũng đang nghĩ rằng anh ta không có chủ ý đó." Nhưng trong một phát biểu trên Talksport, cựu hậu vệ người Anh thừa nhận rằng ông đã cố tình làm vậy. "Cơ bản thì tôi thích tận Andrew Cole. Tôi biết điều đó không đúng đắn, nhưng trong một pha tắc bóng, tôi đã cố ý triệt hạ cậu ấy. Tôi không có ý định làm gãy cả hai chân mà chỉ một." Với việc Eric Cantona đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ,
còn Andy Cole thì cũng phải ngồi ngoài. Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ từ một thương vụ tiềm năng trở thành một phát hiện thú vị. Sau đó, sự trở lại của Andy Cole như tiếp thêm nguồn năng lượng cho hàng tấn công Quỷ Đỏ và san sẻ gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của Solskjaer. Cái cách mà David Simon bất lực nhìn Cole vượt qua và mở tỷ số ở Highbury, hay sau đó là màn phục thủ Liverpool của Jun Dock đã lần lượt mang về những điểm số quý giá cho đoàn quân của Sir Alex giúp họ bảo vệ thành công ngôi vô địch ngoại hạng Anh. Mặc dù sau đó những cải cách trong lối chơi của Arsene Wenger đã mang về chức vô địch cho Arsenal ở mùa giải 97-98, nhưng rồi vào mùa hè năm 1998, White Rock được mang về. Đây là thời điểm mà cặp tiền đạo trời sinh chính thức tìm thấy nhau. Mặc dù Andy Cole không còn là chân sút chủ lực ghi bàn thường xuyên như ở những năm trước đó, nhưng sự cộng hưởng giữa anh và người đồng đội người Trinidad đã tạo nên một nỗi khiếp sợ cho bất kỳ mọi hàng thủ nào mà họ phải đối mặt. Những tình huống phối hợp và hỗ trợ nhau lập công không chỉ tạo nên những con số phi thường trước khung thành, mà nó còn khiến những người hâm mộ Man United trên toàn thế giới phấn khích chiêm ngưỡng. Chắc hẳn, một trong những tình huống kinh điển từ mối liên kết đó vẫn còn tồn tại trong ký ức những người hâm mộ lâu đời của Quỷ Đỏ. Trong khuôn khổ lượt về bán kết Champions League với Juventus, từ một cú lật cánh của Andy Cole, White Rock thực hiện tình huống bay người chuyển hóa cơ hội được tạo ra từ người đồng đội bằng bàn thắng giúp Man United gỡ hòa 2-2. Mặc dù nắm trong tay lợi thế bàn thắng sân khách, nhưng nhìn cái cách mà Juventus vùng lên đòi lại quyền tự quyết, chắc hẳn sự hồi hộp của các cổ động viên Man United đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Nhưng một lần nữa, Andy Cole lại lên tiếng ở phút 84 để chấm dứt mọi nỗ lực của Juventus và bước vào đêm Barcelona huyền thoại với Bayern Munich. Mặc dù không trực tiếp lập công trong trận cầu mang tính quyết định với Bayern Munich, nhưng hơn ai hết, tất cả người hâm mộ Quỷ Đỏ hiểu rằng ở mùa giải mà Man United giành cú ăn ba lịch sử, Andy Cole nói riêng hay cặp song sắt khép tiếng nói chung đã đóng vai trò chủ chốt như thế nào. Cuộc đời có mấy lần 10 năm, nhưng trong chặng đường 10 năm sự nghiệp của mình, Andy Cole đã cho thấy sự vươn lên từ những quyết tâm và nỗ lực là như thế nào. Khởi đầu không trọn vẹn ở Arsenal, để rồi kết thúc bằng chiến tích huyền thoại tại Old Trafford, dù ở những giai đoạn thăng hoa nhất hay là những thời điểm ngặt nghèo nhất khi bị chấn thương tàn phá, Andy Cole vẫn cho thấy một tinh thần bất khuất. Andy Cole không phải là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu các cổ động viên Man United khi nhắc đến những cây săn bàn mà đội bóng này sở hữu. Nhưng chắc chắn với những di sản mà anh để lại, anh xứng đáng được nhớ đến nhiều hơn như vậy. Sau khi kết thúc mối lương duyên đẹp đẽ với Man United ở tháng giêng năm 2002, Andy Cole tiếp tục phiêu bạt khắp nước Anh, lần lượt khoác áo Blackburn, Man City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley và rồi giải nghệ tại Nottingham Forest. Nhưng như mọi người thường nói, tất cả những năm tháng phẩm chất giá trị nhất, anh đều đã gửi lại Old Trafford. 597 trận đấu, 264 bàn thắng, 96 tình huống kiến tạo, 12 danh hiệu lớn nhỏ, và với đó là cú ăn ba vĩ đại cùng đội chủ sân Old Trafford. Có thể sau này, người ta nhắc đến anh như là một phần trong cặp song sắt khép tiếng nhất lịch sử Man United, là một tấm gương vượt qua vô vàn khó khăn để hướng đến thành công, và là một người đồng đội tuyệt vời ở trên sân. Andy Cole,